Dạ hai, Bảo Việt xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay lại với kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Đầu video, Bảo Việt xin kính chúc cho gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe và làm ăn phát tài phát lộc. Dạ cô chú anh chị mình ơi, hôm nay thì Bảo Việt lại tiếp tục review giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng và giá thành rất là rẻ luôn. Và căn nhà hôm nay Bảo Việt review giới thiệu đến quý cô chú anh chị mình là thuộc khu vực xã Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh luôn nha cô chú anh chị. Và từ vị trí của Bảo Việt đang đứng đây thì ngay khu vực chợ Bình Chánh mình luôn. Nhà mình ra chợ Bình Chánh là chỉ có khoảng tầm 300m thôi cô chú anh chị ơi. Một cái vị trí khá là gần gũi luôn để cho cô chú anh chị mình nội chợ mua sắm ha. Và nơi đây thì dân cư đã hiện hữu hết rồi, thì cô chú anh chị mình về đây cũng đã có hàng xóm rồi. Với mật độ dân số của khu vực xã Bình Chánh thì gia đình mình cũng đã biết rồi ha, dân cư rất là đông đúc luôn, tiện ích rất là nhiều để cho gia đình mình nội chợ mua sắm rất là thuận tiện luôn. Và căn nhà hôm nay Bảo Việt review có diện tích là 1.400 dài cho 16m, với công năng sử dụng là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh để cho gia đình mình ở khoảng tầm 5-6 thành viên, rất là hợp lý luôn gia đình mình ơi. Và bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào xem nhà ha. Đây là trục đường trước nhà của mình cả nhà, một cái trục đường xe ô tô rất là rộng rãi để cho gia đình mình có thể vận chuyển hàng hóa đồ đạc nè, thì rất là tiện lợi luôn. Thì thời gian qua cũng có một số cô chú anh chị có xem kênh Bảo Việt, Việt không biết là những anh chị khác làm việc như thế nào, cũng như là cô chú anh chị mình đã từng xem nhà với những khu vực khác, những anh chị khác tiếp cô chú anh chị mình như thế nào. Việc nghe rất là nhiều luôn, việc review một căn nhà lên, thứ nhất là về pháp lý sổ hồng riêng thì Việt đã công bố đầu video, và giá cả thì Việt cũng báo cuối video đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình để cho gia đình mình không mất thời gian xem kênh Bảo Việt. Thì Việt cũng nghe một số anh thì cũng nói là Việt đăng giá ảo hoặc là thông tin không chính xác, thì Việt xin khẳng định với cô chú anh chị mình một lần nữa, tất cả thông tin và giá cả mà Bảo Việt review giới thiệu trên kênh là hoàn toàn chính xác 100% nha cô chú anh chị. Còn nếu như gia đình mình có nhắn tin Zalo cho Bảo Việt thì Việt cũng đã nói rất là nhiều cái vấn đề này rồi. Nếu mà Việt không có thời gian mà tiếp cô chú anh chị mình trên Zalo nhắn tin thường xuyên được, tại vì Việt còn phải tiếp khách, thì cô chú anh chị mình chịu khó gọi cho Bảo Việt một cuộc gọi để Việt giải đáp cho nó thuận tiện hơn nha cô chú anh chị. Thì quay lại vấn đề, hôm nay căn nhà Bảo Việt review đây là một căn nhà có thiết kế là máy hợp nha cả nhà. Vị trí căn nhà của mình là nằm ngay cuối luôn, thì gia đình mình về đây mình ở mình sinh hoạt thì cũng đã có hàng xóm, có dân cư rồi, rất là đông đúc ha. Thì trước khi vào căn nhà của mình thì gia đình mình thấy đây có khoảng sân trước nhà của mình khá là rộng rãi luôn, để cho gia đình mình để được khoảng 2 đến 3 chiếc xe gắn máy. Thì khu vực của mình thì thuộc xã Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh, thì cô chú anh chị mình cũng đã thấy được cái giá trị của ngôi nhà mình rồi ha. Bên tay phải của Việt đây thì căn nhà của mình thì có một cái vòi nước nè, để cho gia đình mình hứng để mình rửa xe, rửa sân cũng rất là tuyệt vời. Và vị trí của mình thì nhà mình cốt nền rất là cao ráo luôn, mặt nền so với lại mặt đường là cao khoảng tầm, thì thấy đâu đó khoảng tầm một tấc ha, thì gia đình mình không có sợ bị nước ngập như cô chú anh chị. Trước khi vào khoảng không gian phòng khách thì căn nhà của mình có một cái lớp cửa 4 cánh, lớp cửa này là bằng nhôm sinh pha, kính cường lực dày khoảng 6 ly nha cô chú anh chị. Và nhà của mình thì cũng đã làm mái sẵn rồi, gia đình mình về cũng không cần làm thêm. Phía ngoài đây thì gia chủ cũng thiết kế cho mình một cái đường dây điện có bóng đèn thắp sáng cho khoảng sân của mình, thì cô chú anh chị mình mỗi buổi chiều, mỗi buổi tối mình làm về cũng rất là thuận tiện luôn, rất là sáng sủa. Thì tiến vào khoảng không gian phòng khách của mình đây, thì gia đình mình thấy ha, không gian phòng khách của mình là tương đối rộng rãi. Thì với diện tích 1.400 dài cho 16m thì phòng khách của mình sẽ có diện tích khoảng tầm 30m² nha cô chú anh chị. Việc thấy là khoảng đó ha. Ở đây thì cô chú anh chị mình có thể bố trí một cái bộ ghế để mình tiếp khách thì quá là tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Bên tay phải của Việt đây có một cái bức tranh ha, thì không giá thành bao nhiêu nhưng mà cũng trang điểm tô điểm cho căn nhà của mình nó sinh động hơn ha. Gia đình mình về có thể bố trí thêm tranh ảnh theo ý thích của mình. Bên tay trái của cô Việt thì có một cái lớp cửa sổ này cả nhà, để cho gia đình mình mở ra mở vào.
cho thoáng gió thoáng khí. Nhà của mình là việc thích nhất một điều đó chính là cách khu vực chợ Bình Chánh có 300m thôi cô chú anh chị ơi. Nơi đây thì gia đình mình về lại các quận trung tâm mà, hoặc là những vùng lân cận như quận 6, quận 7 nè cả nhà, quận 8, quận 9, quận 8, quận Bình Tân, Tân Bình. Ở thì mất khoảng tầm 20 phút thôi cô chú anh chị, rất là gần. Nếu như anh chị nào đang ở khu vực chợ đầu mối Bình Điền mình làm việc đi đi về về thì mua căn nhà này rất là hợp lý luôn. Mình thích căn nhà thuộc khu vực xã Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, mà pháp lý sổ hồng riêng thì căn nhà hôm nay chính là một sự lựa chọn hoàn hảo cho mình. Thì gia đình mình thấy đây ha, căn nhà của mình thì có ốp gạch ốp tường lên cho mình 1m2, một ngôi nhà khá là sang trọng. Và gạch lát sàn của mình là gạch 60x60 đa bóng kiến ha. Gia đình mình về đây thì mình vệ sinh lau chùi rất là thuận tiện. Và tiến vào khoảng không gian bếp của mình thì gia đình mình có thể về mình mua thêm một cái tủ lạnh hoặc cùng mấy máy giặt nữa để mình trang bị thêm đó, để mình nấu nướng nha cô chú anh chị. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới của mình là làm bằng nhôm sinh pha, tủ nhôm hết nha cả nhà, chống mỏi mọt đó. Cô chú anh chị mình xài rất là lâu. Bên tay phải thì của Việt có một cái bồn inox 304. Gia đình mình có thể về mình bố trí thêm một cái bộ bàn ăn 6 đến 8 ghế để mình nấu nướng sau mình ăn uống những thành viên trong gia đình, rất hợp lý ha. Căn phòng bếp của mình nhìn khá là sạch sẽ luôn ở cả nhà, tại vì mình cũng ốp gạch lên 2m xung quanh rồi ha. Và tiếp theo thì ngôi nhà của mình bên dưới tầng trệt sẽ có một cái nhà vệ sinh với đầy đủ những trang thiết bị công năng để cho gia đình mình tắm rửa, mình đi vệ sinh. Gạch ốp tường lên khoảng tầm 3m cho cô chú anh chị mình luôn, đầy đủ bồn labo, bồn cầu, vòi xịt, vòi sen. Căn nhà của mình thì có giếng chợ luôn nha cô chú anh chị. Phía sau này thì khoảng sân này cô chú anh chị mình có thể để một cái máy giặt nè. Gia đình mình thấy đường nước ra, đường nước vô ha. Ở đây thì mình giặt giũ xong mình phơi đồ, phơi đạt rất là tiện lợi luôn gia đình mình ơi, rất là bắt bẻ. Nếu như gia đình mình muốn căn nhà của mình không có mưa tạt thì cô chú anh chị mình có thể làm ra thêm một cái mái vòm nữa ha, tùy vào gia chủ mình bố trí. Còn nếu như gia đình mình muốn bắt mẻ thì mình để vậy là quá ok rồi. Và bây giờ thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình lên bên trên tầng lầu để mình quan sát hai căn phòng ngủ phía trên ha. Thì do gia chủ ngày trước ở cả nhà thì ở ngôi nhà này thì đi làm thì cũng hơi xa, anh cũng ở bên quận nhất, đi làm đi tới đi lui cũng không có thuận tiện, cho nên là anh ký gửi cho Bảo Việt bán lại ngôi nhà này cho cô chú anh chị mình. Cái thời điểm này thì giá thành rất là rẻ luôn, chỉ trên 2 tỷ tí xíu thôi là cô chú anh chị mình đã sở hữu một ngôi nhà quá tuyệt vời như thế này rồi. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà của mình gia đình. Cô chú anh chị mình thấy ha, một căn phòng ngủ khá là đơn giản luôn. Cô chú anh chị mình về mình bố trí tủ giường niệm vào và mình sinh hoạt quá tuyệt vời rồi. Phía tay phải của Việt đây thì có một cái lớp cửa sổ để cho gia đình mình mở ra mở vào không cho thông khí, đường dây máy lạnh đã có sẵn hết rồi nha cô chú anh chị, âm tường cho mình luôn. Và phía ngoài căn phòng ngủ này thì mình cũng có một cái ban công rất là mát mẻ luôn. Gia đình mình nếu mà ở ngôi nhà này thì cần thêm những cái trang thiết bị nội thất cơ bản gì đó thì mình cứ sinh hoạt và mình mua thêm nha cô chú anh chị. Dẫn giữa hai căn phòng ngủ với nhau thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh cũng đầy đủ những trang thiết bị cơ bản hết nha cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ thì cầu dao cũng mới vừa hư ha, cho nên là việc không có mở cho cô chú anh chị mình xem hết được. Khi nào cô chú anh chị mình về thì bên Bảo Việt sẽ hoàn thiện hết đầy đủ cho mình, công năng sử dụng cũng đầy đủ những trang thiết bị cơ bản cho mình. Và căn phòng ngủ thứ hai khá là rộng rãi luôn. Mỗi căn phòng ngủ thì cô chú anh chị mình ở khoảng tầm 3-4 thành viên, rất là hợp lý luôn cô chú anh chị. Gia đình mình nếu mà có khoảng tầm 5
người, 6 người mình mua căn nhà này để an cư lập nghiệp thì rất là tuyệt vời. Và Việt xin khẳng định lại một lần nữa trên kênh Bảo Việt, tất cả thông tin Bảo Việt gửi đến quý cô chú anh chị mình là hoàn toàn chính xác 100%. Nhà thuộc khu vực xã Bình Chánh, pháp lý đã có sổ hồng riêng và đất và thổ cư 100%. Khi cô chú anh chị mình đến đây xem nhà thực tế, Bảo Việt sẽ mang giấy tờ pháp lý cho cô chú anh chị mình xem, cũng như là photo cho cô chú anh chị mình để cô chú anh chị mình soi test quy hoạch nếu như gia đình mình cần. Tất cả thông tin thì Việt đã cung cấp chính xác 100% rồi ha. Thì Việt cũng xin khẳng định lại trên kênh của Việt một lần nữa, khi mà cô chú anh chị mình đã trao gửi lòng tin cho Bảo Việt rồi thì Việt cũng cố gắng cống hiến hết bằng cái tâm của mình để mỗi ngày sưu tầm những căn nhà trở thành rẻ pháp lý đảm bảo để gửi đến quý cô chú anh chị mình. Thì Việt nếu có những cái điều chi sơ xuất trên kênh cũng như là bên ngoài khi tiếp cô chú anh chị mình, nếu như có cái chuyện gì mà cô chú anh chị mình không hài lòng thì cũng rất mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Thì căn phòng ngủ của mình ở đây thì cô chú anh chị mình thấy rồi ha, phía ngoài đây thì mình cũng có thêm một cái ban công. Dân cư thì đã full đặt hết luôn rồi cô chú anh chị. Bên tay trái của Việt đây nè, cô chú anh chị mình nếu nhìn qua thì mình sẽ thấy cái nóc của trường học cấp 2 luôn cả nhà. Nơi đây thì trường học cấp 1, cấp 2 đầy đủ hết. Nếu như gia đình mình, cô chú anh chị nào đã từng biết khu vực chợ Bình Chánh rồi thì cũng đã biết khu vực chợ Bình Chánh nó phát triển rất là nhiều ha. Dân cư tập trung là hầu như là full kính đặt hết. Ngôi nhà của mình là thuộc phạm vi xã Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và cách chợ Bình Chánh đúng 300m thôi cô chú anh chị. Thông tin Bảo Việt gửi đến quý cô chú anh chị mình hoàn toàn chính xác hết, cho nên là cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Với diện tích ngang 4 dài 16m và tổng diện tích sử dụng đất là 60m², một căn nhà thuộc khu vực xã Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Cô chú anh chị mình cần biết thông tin gì thêm của ngôi nhà mình thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963. Và ngôi nhà của mình thì được thiết kế là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 trệt 1 lầu. Từ vị trí Bảo Việt đã đứng đây cách chợ Bình Chánh khoảng tầm 300m thôi cô chú anh chị ơi. Mặt độ dân số dân cư ở đây đã có đông đúc hết rồi. Tiện ích thì trong vòng 500m trở lại sẽ có chợ, trường học, ủy ban xã, rất nhiều thông tin để cho gia đình mình nội trợ mua sắm rất là tiện lợi luôn. Thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình quan sát con đường vô nhà của mình một lần nữa ha. Nhà của mình thì cao hơn mặt đường khoảng tầm 1 tấc nha cô chú anh chị. Thì gia đình mình không có sợ khu vực của mình bị nước ngập rồi ha. Nơi đây thì trục đường trước nhà của mình là trục đường xe ô tô, rất là thuận tiện luôn để cho gia đình mình vận chuyển hàng hóa nè. Cũng như là cô chú anh chị mình mở công ty rất là tiện lợi luôn để việc đo hướng cho cả nhà mình ha. Nơi đây thì mỗi buổi chiều thì cũng rất là yên bình đó cô chú anh chị. Có những cái trẻ em nhỏ vui chơi nô đùa rất là vui vẻ luôn. Căn nhà của mình là có hướng chính nam nha cô chú anh chị. Nếu như gia đình mình hợp hướng chính nam thì cứ nhắc máy lên gọi cho việc qua số điện thoại 0933 8279. Và bây giờ thì Bảo Việt xin báo giá cụ thể của căn nhà này luôn. Với diện tích ngang 5 dài cho 16m, công năng sử dụng 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 trục đường, ô tô thuộc xã Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Giá ngôi nhà này là 2 tỷ 350 triệu thưa cô chú anh chị ơi. Pháp lý sổ hồng riêng đã có sẵn rồi. Khi gia đình mình sắp xếp thời gian đến đây xem nhà cùng Bảo Việt thì Bảo Việt sẽ mang giấy tờ pháp lý cho cô chú anh chị mình xem luôn nha cả nhà. Và cuối video thì Bảo Việt xin kính chúc cho gia đình mình luôn luôn mạnh khỏe và gia đình luôn luôn ấm no hạnh phúc. Nếu như quý yêu mến kênh Bảo Việt thì cô chú anh chị mình nhớ nhấn một nút like cũng như đăng ký kênh để đón theo dõi những video tiếp theo. Và bây giờ thì Bảo Việt xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Xin tạm biệt cả nhà.